Chào quý vị và các bạn, trên thị trường ô tô hiện nay đang có rất nhiều sự lựa chọn như là những mẫu sedan phổ thông cỡ D hay là những mẫu sedan hạng sang cỡ C, có thể kể tên như Toyota Camry, Nissan Tina hay Honda Accord. Mỗi mẫu xe đều có những ưu điểm riêng, phù hợp với nhu cầu sử dụng khác nhau. Tuy nhiên, nếu bạn là một người phụ nữ yêu thích cái đẹp, đẳng cấp, sang trọng và quý phái, thì mẫu Mercedes C-Class khá là phù hợp trong tầm giá tiền này. Và với mẫu Mercedes C200 thì điểm nổi bật và ấn tượng nhất ở ngoại thất đó là cụm đèn full LED, một hệ thống đèn thông minh có cường độ ánh sáng tốt hơn. Và đặc biệt là khu vực cản trước và cản sau thì cho chúng ta một cảm giác là thể thao và cá tính hơn. Và có lẽ là tôi nghĩ rằng điều này sẽ phù hợp với những người phụ nữ cá tính và hiện đại. Và nhìn chung ở mẫu xe này, trên nắp capo thì chúng ta vẫn nhìn thấy những G rất là mềm mại, ấn tượng, truyền thống trên các cái mẫu của Mercedes. Và cảm nhận đầu tiên khi chúng ta ngồi trong một chiếc Mercedes C200, đấy là những cái sự rất sang trọng và rất là đẹp. Đấy là một cái điều mà bất cứ một người phụ nữ nào khi mua một chiếc ô tô cũng quan tâm. Và như tôi được biết thì Mercedes là một trong những hãng đã Việt hóa các cái hướng dẫn sử dụng rất là chi tiết.
quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 090 560 8883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của ô tô 360.